Chiều ngày 12 tháng 1 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và trao quà cho 200 hộ nghèo và 100 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí biểu dương những đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động cho sự phát triển của đất nước, chia sẻ về sự quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người lao động. Nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết là một hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện để mọi người, mọi nhà được vui xuân đón Tết, không để bất cứ người lao động nào bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các tổ chức công đoàn các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần ngày càng nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra. Trước đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung ở ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Mẹ Đặng Thị Nhung năm nay 102 tuổi, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hai người con của mẹ đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Đồng chí Trần Tuấn Anh đã ân cần thăm hỏi đời sống, chúc sức khỏe và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung. Đồng chí trân trọng sự hy sinh của mẹ, mong muốn mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu, giáo dục con cháu trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.